Sau đây là tem của động cơ điện 3 pha, công suất 11 kW, 15 ngựa. Mã của sản phẩm là 160L, 6 cực điện. Điện áp là 380-660V. Ampere định mức khi đầu tam giác là 24,5A, khi đầu sao là 14,1A. Tốc độ vòng quay trung bình của động cơ điện là 970 vòng trên phút. Tần số là 50Hz. Hệ số bảo vệ bụi và nước IP55. Cấp chịu nhiệt là F. Chế độ làm mát toàn phần IAC 34-1. Chế độ làm việc S1, hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày. Hệ số cốt hiển thị khả năng tiết kiệm điện năng.